Bạn đừng vội lướt qua video này nếu bạn là người tin Chúa. Và mình sẽ hỏi tất cả mọi người, tại sao phải tin Chúa? Và đây là lý do các bạn nên tin Chúa. Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu là đấng cứu thế, đấng đã đến cứu nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Tin Chúa Giêsu là tin vào sự cứu rỗi của Ngài, tin rằng Ngài đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta và sống lại từ cõi chết, để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, đấng đã nhập thể thành người để cứu nhân loại. Tin Chúa Giêsu là tin vào bản tính thần linh của Ngài, tin rằng Ngài là một với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu là một tấm gương đạo đức hoàn hảo, dạy dỗ chúng ta cách sống một cuộc đời yêu thương, tha thứ và phục vụ. Tin Chúa Giêsu là tin vào lời dạy của Ngài, tin rằng Ngài là mẫu mực của một cuộc sống tốt đẹp. Dưới đây là một số lý do. Sau đây là một số lý do cụ thể hơn. Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ. Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ, chẳng hạn như chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ và hồi sinh người chết. Những phép lạ này là bằng chứng cho quyền năng của sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta và sống lại từ cõi chết, cho chúng ta sự sống đời đời. Sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là nền tảng của Cơ Đốc giáo. Chúa Giêsu đã thay đổi cuộc đời của nhiều người. Có rất nhiều người đã tin Chúa Giêsu và cuộc đời của họ đã được thay đổi. Họ đã tìm thấy sự tha thứ, sự chữa lành và sự hướng dẫn trong Chúa Giêsu. Cuối cùng, việc tin Chúa Giêsu là một quyết định cá nhân mỗi người. Cá nhân, mỗi người phải tự mình quyết định xem họ có tin vào Chúa Giêsu hay không. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống, thì tin Chúa Giêsu là một lựa chọn đáng cân nhắc. Và sau đây là những câu hỏi bạn có thể tự hỏi mình để giúp bạn quyết định xem bạn có tin Chúa Giêsu hay không. Bạn có tin rằng một Thiên Chúa toàn năng, toàn tri và toàn thiện không? Nếu có trả lời có, thì hãy bấm xuống bình luận. Bạn có tin rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và đang đến để cứu nhân loại không? Bạn có thấy rằng lời dạy của Chúa Giêsu có ý nghĩa và phù hợp với bạn không? Bạn có muốn mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu không? Nếu bạn trả lời có cho những câu hỏi này, thì bạn có thể đang sẵn sàng để tin Chúa Giêsu. Có nhiều cách để bắt đầu hành trình đức tin, chẳng hạn như đọc Kinh Thánh, tham gia một nhà thờ hoặc nhóm Cơ Đốc giáo, hoặc nói chuyện với một người bạn hoặc thành viên gia đình là người tin Chúa. Và điều cuối cùng, mình sẽ nói cho tất cả các bạn có kết quả không? Nếu các bạn không kết quả, thì giống như Chúa Giêsu nói với cành nho sẽ bị cắt đi, và cành nào không bị kết quả thì sẽ đem vào lửa và nó cháy không bao giờ tắt.